Yoga cùng Tiên mời các bạn làm thử món bánh canh chay. Bây giờ là mùa lễ Giáng sinh nên mình bày biện trong nhà một chút xíu cho vui nhé. Mời các bạn thưởng thức một chút. Bếp nhà mình. Mình đặt một cái nồi nước nhỏ. Mình sẽ nấu củ cải trắng và cần tây và bắp cho nước ngọt khoảng 15 phút. Sau đó mình sẽ bỏ cà rốt vô và nấu thêm khoảng 7 phút nữa. Rồi mình sẽ vớt tất cả các rau củ ra để riêng ở ngoài. Rồi mình lấy một cái hành hương mình nướng, bỏ vào cái thơm. Rồi mình lấy một chút dầu. Chảo khi nóng lên cho nấm đã bào nhỏ ra rồi mình xào lên sơ ha. Mình dùng khoảng 2 cây nấm như vậy. Rồi mình cho một chút một paprika cho nó thơm. Mình thích paprika lắm. Còn đây là bột năng mình pha sẵn để lát nữa mình cho vào súp cho nước và đặt lại. Cho nóng lại, nóng lại xào đó. Rồi mình cho cái bột năng. Rồi nhớ quậy đều trước khi mình cho vào. Mình cho vào thì quậy nước để cho nó đều. Từ từ nó sẽ đặc lại. Và tùy các bạn ha. Các bạn cho từ từ, mình xem cái độ đặc mình thích. Sau đó mình bày bánh canh. Rồi mình cho các rau củ vào và nước vào. Có một cái tô bánh canh thật ngon và nếu các bạn thích hành tím thì các bạn làm hoặc đây là chả chay. Nếu mình có thể cắt mình bỏ vô nấu chua hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn một buổi đến thành